Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình có nhận là con G4 cộng này các bạn, bị tài khoản Google nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở tài khoản Google con này nhá. Thì ok, thì bây giờ các bạn khởi động lại nhá. Thì mở tài khoản Google của con này 8 chấm thì nó sẽ khác 9 chấm nha các bạn. 9 chấm thì nó dễ hơn. Thì mình cũng có chia sẻ mở Android 9 của con này rồi đó. Thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Nếu các bạn gặp 9 chấm thì các bạn làm theo nha, còn 8 chấm thì các bạn làm theo video này nha các bạn. Thì đây các bạn kích hoạt nè. Đây mình kích hoạt cho các bạn xem nè. Thì máy này nó bị mật khẩu nha, người ta reset lại thì nó bị vướng Google nha các bạn. Nè đây nó sẽ yêu cầu sử dụng tài khoản Google nha. Thì các bạn ấn vào sử dụng tài khoản Google cho mình nha. Đây chờ nó đồng bộ chút xíu nha các bạn. Thì đây nếu không có Google thì sẽ không vào trong được đâu nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ tháo ra, các bạn gắn cho mình cái sim vào nha. Mình gắn sim vào nè. Rồi ok, thì các bạn sẽ lấy một cái điện thoại khác nha. Cái điện thoại đó có đăng ký phần mềm mình chữ ký cuộc gọi nha các bạn. Ở phần mềm chữ ký cuộc gọi thì các bạn có thể gọi tổng đài các bạn hỏi nha. Còn không thì các bạn có thể xem video của mình nhá. Mình có hướng dẫn rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình gọi sang nó sẽ hiện chữ ký lên nè các bạn. Thì ở chữ ký cuộc gọi thì các bạn để youtube.com cho mình nha. Thì bây giờ mình ấn vào youtube.com nè. Thì đây các bạn sẽ chọn vào hình cái hình người này cho mình nè. Các bạn chọn vào điều khoản và bảo mật nè. Rồi ok, thì bây giờ các bạn sẽ vào web vnzoom.bbat cho mình nha. Rồi các bạn ấn vào nè. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ tải cho mình cái app Android 8 này nha các bạn. Android 8 APK nè. Các bạn tải về nhá. Rồi tải xong các bạn mở ra nè. Rồi các bạn cài đặt như bình thường nha các bạn. Rồi các bạn cài đặt xong các bạn ấn xong cho mình nè. Rồi bây giờ các bạn tải tiếp cho mình app FRP BBAT nha. Các bạn mở ra nè. Các bạn cài đặt nè. Đặt xong các bạn mở ra cho mình nha. Các bạn ấn vào dấu 3 chấm nè. Các bạn chọn đăng nhập trình duyệt nha. Ok nè. Thì các bạn sẽ đăng nhập tài khoản Google của bạn vào nha. Thì đây mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nha. Cái này là 8.1 nha các bạn. Nếu các bạn mở 9 chấm thì nó sẽ dễ hơn nha. Mình có video mở tài khoản Android 9 chấm nha các bạn. Rồi ok, xong thì các bạn khởi động máy lại cho mình nha. Các bạn khởi động là chờ nó khởi động thôi. Thì cái video mở tài khoản 9 chấm thì mình để dưới phần mô tả nha các bạn. Nếu các bạn gặp 9 chấm thì các bạn có thể xem nha. Thì đây mình tháo cái sim ra cho nó kích hoạt cho nó dễ nha. Tại cái sim này nhiều khi nó có 3G các bạn, kích hoạt nó lâu. Mình tháo ra mình kích hoạt wifi cho nó nhanh. Rồi lên là các bạn kích hoạt như bình thường cho mình nha. Bắt đầu nè. Đồng ý nè. Thì đây các bạn chờ chút xíu cho nó đồng bộ nha các bạn. Cũng hơi lâu á, vài phút á. Rồi đây khi đồng bộ xong nó sẽ để thêm tài khoản đã thêm hồi nãy mình thêm rồi nha các bạn. Thì bây giờ không phải thêm nữa nha. Rồi ok. Nó sẽ không hỏi tài khoản Google nữa nha các bạn. Thì bây giờ các bạn cứ kích hoạt như bình thường thôi. Tiếp theo nè. Rồi ok, vậy là xong nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn nha.